Kim Moon xin kính chào tất cả các quý khách hàng đang xem kênh Kim Moon Cơ Giới VN. Và dịp cuối tuần là bên kho hàng em đang có những mặt hàng sale bán theo cái và theo ký. Thì anh chị em nào đang xem cái live stream này và có những cái nhu cầu về những cái mặt hàng như cần, gào, búa, ti, bắp, chỏ hoặc là những cái lam, ủi thì cần thay thế cho những cái con xế của mình á, thì ở lại cái live stream này để Kim thông báo những cái kích thước cũng như là cái giá cả luôn trên cái live stream này nhé. Thứ nhất là mặt hàng thứ nhất đầu tiên mà Kim muốn sale ở đây với cái giá là ngang ngửa với cái phế liệu luôn. Thì mình ở đây thì mình không có cân thì mình nhắm chừng và bán luôn nha quý khách hàng ạ. Chẳng hạn như cái cần BC này. BC này là của BC60-5. Đó, thì giá của nó là 25 triệu cho một cái cần và một cái bắp chỏ. Đấy, bắp chỏ của nó là nó dài, bắp chỏ nhưng mà cái loại mà loại dài nha quý khách, dài khoảng 2m3. Tí xíu nữa là khi mà đi vào trong là cho quý khách hàng xem là cái bắp chỏ của nó luôn. Còn cái cần này á, nó dài, độ dài của nó là tầm 4m. Thì anh nào thì muốn thay cái cần hoặc là cái bắp của nó thì sẵn tiện đây thì mình mua luôn những cái cần này về thì mình chỉ ráp vào để mình sử dụng, không có cần phải đóng mà mất thời gian. Ở đây là Kim muốn gửi đến những cái sản phẩm này là để tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng cũng như là chủ máy đó, chứ còn cái giá thì nói chung là nó cũng ngang ngửa với phế liệu rồi. Ở phế liệu hôm nay này nó đã 12.000 mấy trăm đồng một ký đó. Thì cái bắp này, vừa cái cần và cái bắp là chỉ có giá 25 triệu. Cái này là 15 triệu, quý khách hàng mua lẻ em vẫn bán lẻ nha, mua lẻ em vẫn bán lẻ là 15 triệu, còn cái bắp là 10 triệu đó. Nhưng mà cái bắp dài khoảng 2m3, dài khoảng 2m3 nha quý khách hàng. Rồi cái mặt hàng thứ hai là Kim muốn sale luôn, đấy là cái cần rin của cái con SH135. Cần rin của cái con SH135 thì hiện tại cái cần này là nó sẽ có cái bắp chỏ, rồi ti gào và cái bắp gào. Rồi hiện tại là cái cần trên nè, nó đã có cây ti luôn nha quý khách hàng. Đây cây ti nó đây. Đấy thì thấy nó bám đất, nó bám vậy thôi chứ còn nước sơn rin nha quý khách. Đấy thì cái này là cái cần rin nha, cần rin của con SH135. Đấy thì cái cần này hiện tại là bên kho hàng Kim đang sale với giá là 25 triệu. Đó, còn cây ti á, cây ti là 15 triệu. Cái cần không nha quý khách hàng, cái cần không là 25 triệu. Cây ti là 15 triệu. Quý khách hàng lấy luôn cần và ti thì Kim sẽ đổi với giá là 40 triệu ha. Với giá là 40 triệu cho bộ cần và ti. Thì cái bắp chỏ của nó hiện tại là nó không có đẹp cho lắm, nó nằm ở kho hàng ở phía sau. Nhưng mà vừa bắp chỏ nè, vừa ti nè, vừa tay kiếm chữ H của cái cần này luôn. Bắp chỏ, em xin nhắc lại, bắp chỏ, ti, tay kiếm chữ H, tổng là 25 triệu cho cái bộ đó. Chọn gói 25 triệu cho một cây ti và bắp chỏ tay kiếm chữ H của một em máy đào SH135. Đấy, thì quý khách hàng nào đang có sử dụng dòng máy mà muốn thay thế hoặc là mình chế vào một cái con xe mình theo cái kích thước mong muốn của mình đó, thì có muốn mua thì cái liên hệ cho em. Thì hiện tại em sẽ nhắc cho quý khách hàng là cái số điện thoại hotline của Kim đó là 0966 340 640. Kim muốn tư vấn cho khách hàng chi tiết hơn và cụ thể nha. Còn hiện tại là cái cần này ha, cần này là cái cần của con Kobenco SK04 đời 89, SK04 đời 89 với giá là 20 triệu. 20 triệu nha quý khách hàng. Đấy, sơn của nó đây. Đấy, cần này thì cần rin với giá là 20 triệu cho bộ cần này nhá. Còn hiện tại là cái bộ cần của SK07 đời 89. Cần thì cần dài, ở trên thì nó đã có những cái ống ti sẵn rồi, mình về thì chỉ đấu ống thiết lực vào là sử dụng được ngay thôi. Đây, cần dài của em nó đây, em quay chi tiết thôi cho các khách hàng xem nhé. Bộ cần dài của nó
bé Kim sẽ bán với giá là 40 triệu cho cái cằn dài. Đó thì hiện tại thì anh nào mà muốn thay thế vào cái cằn ngắn thành cằn dài thì mua em này lắp vào là mình sử dụng nha. Là vì thông số của nó là nó chính xác về cái dòng máy đào là SK07 đời 89 rồi. Đó, còn hoặc là anh nào muốn chế như thế nào đó thì về mình chỉ sửa lặt vặt lại là mình sử dụng được ngay thôi. Đó, không cần phải mất thời gian mà mình đóng một cái cằn như thế này. Thì thợ hiện tại là ở hàng bây giờ là khách hàng cũng đã trả hết 400-500 ngàn là thợ nó cũng làm thường thôi đó. Chứ còn mà mấy anh giỏi giỏi làm 700-800 cả triệu một ngày. Đó thì mình làm như vậy thì nó sẽ mất thời gian. Cái này là mình tiết kiệm thời gian. Kim nhắc lại, tiết kiệm thời gian cho chủ máy. Đó, tiết kiệm vật liệu cho chủ máy. Đấy, là cái cần dài này hiện đang giá là 40 triệu. Cần dài là 40 triệu, với Kim nhắc lại 40 triệu. SK04 là 20 triệu, SH135 cần dài là 25, ti là 15, mua trọn bộ là 40 triệu. Bắp ti tay kiếm chữ H của cái chỏ của SK135 này là giá 25 triệu một bộ. BC60 đó là cái cần không thì 15 triệu, bắp thì 10 triệu, tổng giá trị hai món là 25 triệu. Nhưng mà bắp của nó hiện tại là đang là bắp dài nha quý khách hàng, bắp dài 2m3 đó, 2m3. Sẵn tiện đây là bé Kim sẽ nhắc luôn, bên bé Kim nó có về một cái con Kato 308 đấy, nhưng mà cái cần nó mọp á thì nó hơi xấu một cái chiếc xe, bé Kim không có thời gian để dọn. Anh em nào có nhu cầu lấy về để dọn thì liên hệ gấp cho bé Kim, cái giá là tuyệt đối rẻ hơn cái chữ rẻ, có thể để cho quý khách hàng kiếm lãi được. Đó, còn đây là ti lam. Rồi một cái dòng sản phẩm tiếp theo bé Kim muốn chào bán với quý khách hàng đó là một cái cần, một khối cần này cần to. Đó là một khối 2 hay khối 4 lần sử dụng cho cái xe Samsung. Thì quý khách hàng nào đang hôm bữa có một anh là hỏi về cái dòng cái cần Samsung này để thay thế vô một cái cần đô xanh đó, thì ảnh la vừa đó. Thì bây giờ sẵn tiện đây em sẽ live stream luôn, anh có lướt ngang cái video này thì nén lại ít phút mà xem chi tiết nha. Hiện tại là cái cần này đây còn rất là đẹp, hầu như là nó hoàn thiện hết, về là mình chỉ lắp vào mình xài thôi. Thì hiện tại là cái cần Samsung này Kim bán với giá là 40 triệu, 40 triệu, còn riêng cây ti là 15 triệu. Thì cái bộ cần này, cái cần này á, nó tầm khoảng 2 tấn 7, nó tầm khoảng 2 tấn 7 thôi quý khách hàng ạ. Nhưng mà 2 tấn 7 thì phế liệu hôm nay nó đã là 12.700 rồi, 12.300 mà phế liệu rồi. Thì 2 tấn 7 này mà mình chia cho 40 triệu thì nó tầm 14.800. Đó thì nó chỉ hơn phế liệu chỉ có vài trăm, có 2.000, 2.100, 2.200 gì thôi. Thì quý khách hàng thấy là nó đã quá rẻ rồi. Đó thì hôm nay là cuối tuần cho nên là Kim lại sale những cái mặt hàng như thế này. Đấy, 40 triệu cho một cái cần Samsung. Đó thì mấy anh thuê thợ để đóng thì hoặc là ấy thì nó mất thời gian. Những cái sản phẩm trong cái video này chủ yếu là tiết kiệm thời gian cho chủ máy, tiết kiệm thời gian cho chủ máy. Đấy, thì anh nào mà có đang dự định mua thì liên hệ gấp cho em nhé, 0966 340 640. Đó, thì em có luôn những cái cặp ti. Thì hiện tại là em sẽ sale những cái mặt hàng này thì quý khách hàng xem nhé. Rồi, sẵn tiện đây, hôm trước anh nào có đang hỏi một cái xương xích này. Đấy, thì cái cọng xương xích này là của nó là của một khối 6. Xương xích này là của một khối 6 đó. Anh về đo cái xương xích của mình xem coi nó có đúng hay không. Nếu đúng thì liên hệ với em sẽ bán với giá là nó rẻ luôn cho quý khách hàng nha, chứ không mắc đâu. Còn anh nào mà có sử dụng 1-2 mắt thì đến đây Kim tặng ha, 1-2 mắt thì tặng, mà mua hết nguyên cọng thì Kim sẽ bán với giá rất rẻ luôn. Còn vừa rồi có về một lô búa đây quý khách hàng ạ. Đấy, thì giá của nó, lô búa này cũng to to không à, giá của nó cũng tầm 30 triệu, 32 triệu. Đó, thì nó nhiều loại lắm ha, rất là nhiều loại. Cục tháo lắp nhanh của xe một khối 2, anh nào muốn sử dụng thì liên hệ với em nha. Đang sale với giá là 15 triệu,
15 triệu cho một cái tháo lắp nhanh của xe một khối 2. Thì gào mà 3 triệu thì Kim còn một cái ha. Ắc của nó là 40, háng của nó là 14. Giá 3 triệu, rộng của nó là 41. Hiện tại đang có hai cát rin, nhưng mà cái đáy rào của nó bị rách một tí, thì về khách hàng sửa lại giúp em ha. Còn lô búa thì vừa rồi bé Kim rút ra đây. Đấy. Còn cái cặp ti này á là của một khối 2 đây. 15 triệu trên một cái, hai cái thì nó là 30 triệu. Đấy. Thì anh em nào mà muốn sử dụng cái dòng này thì liên hệ với em nhé. Em xin nhắc lại số điện thoại hotline của em là 0966 340 640. Đây những mặt hàng em đang sale đây. Giống như là cái rào này sử dụng cho xe 07, ắc 75, háng là 13,5. Không phải 13,5 là 135. Rộng của nó là 1m, 1m1, 1m15. Giá một cái gào 07 như thế này là 10 triệu. 10 triệu nha quý khách hàng. Đây thì em cái đáy gào thì nó không hề gắt gì đâu nhé. Nó nguyên vẹn nè. Đấy, giá 10 triệu một cái thôi. Đáy rào thì khá là ok. Đó, rào này thì mình phù hợp cho mình về mình xúc cát ở bãi vật liệu xây dựng á. Đó, dán rào thì đẹp. Múc một cái là rất là khối lượng của nó rất là nhiều luôn. Đấy là 10 triệu một cái ha. Đó là một trong những cái mặt hàng mà Kim đang sale. Sẵn tiện đây thì Kim sẽ quay luôn cho quý khách hàng là những cái bộ xích ha. Những cái bộ xích sắt. Đây ạ. Bộ xích này dùng cho xe 09 nha quý khách hàng, xe 09 SK235SR sử dụng cho xe 09 luôn. Đây, chị em nó rất là đẹp luôn. Em quay như thế này cho quý khách hàng xem mình dễ kiểm tra hơn là mắt xích và ống chỉ luôn. Sử dụng cho xe 09 khá là mới. Đấy. Leo cao quá. Đây, xe 09. Lá xích của nó còn khá là dày nè. Hầu như là độ mới của nó cao. Độ mới của nó cao. Bộ này hôm bữa Kim có chào bán là với giá là giá ghi đâu quên mất rồi. Không sao, anh nào đang sử dụng muốn thay thế thì liên hệ với em. Em sẽ báo giá sau hả? Còn bộ này là của SK200. Sử dụng cho SK2 Kobenco SK200 vừa. Hitachi Yazid 200 vừa. Sumi 265 vừa. Đấy, thì bạc ắc xích của nó đây. Còn rất là mới, khá là đẹp luôn. Ở đây là nó là một bộ của em nó đây. Với giá Kim đang chào bán nè. Cái này là vì nó còn gút xu á. Giá của nó là 80 triệu. Cái này là 46 lá nha quý khách hàng, 46 lá. Giá 80 triệu. Hoặc là quý khách hàng có thể sử dụng cái loại này thì 8 tấc, cái loại này thì 6 tấc, loại này thì 8 tấc. Đó, giá 75 triệu của BC200. BC200 46 lá, lá 8 tấc. Đây, còn bên đây thì là của em nào đây? Đây cũng là BC200. Đó, giá 70 triệu nhưng mà lá của nó là lá này như là 8 tấc luôn. Lá 8 tấc luôn quý khách hàng, giá 70 triệu. BC200 giá 70 triệu, con này 8 tấc luôn. Xích của nó còn khá là dày ha. Đây, em nhón lên cho quý khách hàng xem nó nằm bên trong ha. BC200. Lá này 8 tấc để chống lầy là phù hợp nhất luôn. Đó, còn cái dàn sắc xi của em nó nằm phía trước, anh nào mà muốn mua thì liên hệ với em ha. Và cái số hotline em xin nhắc lại đó là 0966 340 640. Đấy thì hiện tại là bây giờ Kim sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại quý khách hàng trong cái video tiếp theo. Anh chị em, cô dì, chú bác gần xa nào ở ba miền sẽ đang xem cái livestream của bé Kim thì gửi cho bé Kim một cái tim để bé Kim có nhiều động lực để làm video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái kênh video tiếp theo. Chẳng hạn như là hàng sắp về thì bé Kim sẽ báo lên cho khách hàng biết là có bé Kim rút công như thế nào, mặt hàng nó ra sao thì mấy anh sẽ dễ dàng tham khảo hơn. Đó, xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ạ.